Sáng nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thực hiện thí điểm tuyến xe buýt điểm. Ba tuyến xe buýt được triển khai thí điểm là tuyến xe buýt số 03 Bến Thành Thạnh Lộc, tuyến xe buýt số 18 Bến Thành Chợ Hiệp Thành và tuyến xe buýt số 33 Bến xe An Sương Suối Tiên Đại học Quốc gia. Đây là các tuyến đông hành khách kết nối nội thành với ngoại thành. Vụ va chạm giữa xe container, xe bán tải và ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 5 giờ 40 phút sáng nay tại km 142+500 thuộc thị trấn Mậu A, tỉnh Yên Bái khiến cho một người tử vong và một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, xe container chạy theo hướng Lào Cai - Hà Nội đã va chạm liên tiếp với hai xe chạy cùng chiều là xe bán tải và ô tô con khiến cho một người tử vong và một người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải bị hư hỏng phía trước, còn xe container chắn ngang cao tốc khiến cho các phương tiện không thể di chuyển, ùn ứ kéo dài. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với tài xế Nguyễn Hoàng Khanh, 37 tuổi, người điều khiển container bằng chân, tay cầm điện thoại nói chuyện khi đổ dốc cầu Tử Thần Phú Mỹ, quận 7. Cảnh sát giao thông đã xử phạt tài xế Khanh với các lỗi sử dụng điện thoại di động, gác chân lên vô lăng khi lái xe với tổng số tiền là 8,2 triệu đồng. Đồng thời, tài xế Khanh còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định ADN cháu 20 ngày tuổi ở Bỉm Sơn bị bà nội Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, làm chết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu thập mẫu trưng cầu giám định ADN. Kết quả giám định cho thấy cháu chính là con ruột của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền. Trước đó, dư luận có thông tin về việc bà Phạm Thị Xuân nghi ngờ cháu Minh Anh không phải là cháu ruột nên đã làm hại cháu. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN cho thấy dư luận trên là không có căn cứ. Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa có công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành và các doanh nghiệp du lịch đề nghị đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh núi lửa phun trào ở Bali, Indonesia. Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đang tổ chức tour có kế hoạch đưa khách đi du lịch Indonesia tuyệt đối không đưa khách du lịch đến khu vực nguy hiểm theo cảnh báo của nhà chức trách Indonesia. Bên cạnh đó, kịp thời theo dõi, bám sát tình hình diễn biến về sự phun trào của núi lửa ở đây để có kế hoạch tổ chức, điều chỉnh chương trình tour phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa phản hồi thông tin việc xây dựng trở lại tại dự án khu du lịch biển Tiên Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trước đó vào hôm qua, mạng xã hội có đăng một số hình ảnh và đặt nghi vấn về việc chủ đầu tư khu du lịch biển Tiên Sa triển khai hoạt động xây dựng sau khi bị đình chỉ thi công. Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đối chiếu với các hồ sơ liên quan thì việc thi công tại dự án là hoạt động xây dựng kè chắn bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gia hạn thời gian thi công, không có việc xây dựng lại các hạng mục công trình tại dự án. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cảnh báo mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo chiều. Mực nước cao nhất sáng nay trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 2,15m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,13m, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,43m, trên báo động 2 là 0,03m. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 5-6 tháng 12. Ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác đã bị thương trong một vụ nổ kèm theo hỏa hoạn xảy ra sáng nay tại một nhà máy hóa chất thuộc công ty hóa chất Arakawa ở thành phố Fuji của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 100 km về phía tây. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết đang nỗ lực dập tắt đám cháy, đồng thời nhà chức trách ra lệnh sơ tán những người sinh sống gần nhà máy, hiện chưa rõ mức thương tật của các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quả tên lửa Hoa Sông 15 mà Triều Tiên vừa phóng thuộc loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có hình dạng và đặc điểm hoàn toàn khác so với loại tên lửa Hoa Sông 14. Cụ thể, tên lửa mới dài hơn 2m, đường kính lớn hơn từ 0,4 đến 0,8m, phương tiện chở và phóng có 9 trục, trong khi Hoa Sông 14 chỉ có 8 trục. Hiện các chuyên gia đang phân tích động cơ của tầng thứ 2, mới chỉ khẳng định được rằng kích thước của thân tầng thứ 2 của Hoa Sông 15 lớn hơn Hoa Sông 14 tới 3 hoặc 4 lần. Tuyên bố của thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ, Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ và toàn thể nội các hiện đang tập trung vào việc hoàn thành năm đầu tiên thành công đáng kinh ngạc của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump nói rằng, theo kế hoạch trên, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Tom Cotton sẽ được bổ nhiệm thay thế ông Mike Pompeo làm giám đốc CIA. Chính phủ Nhật Bản cho biết,
ngày nhà vua Akihito thoái vị được ấn định là 30 tháng 4 năm 2019. Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào ngay ngày hôm sau, đánh dấu kết thúc thời đại Heisei và mở ra một kỷ nguyên mới bằng tên riêng. Nội các Nhật Bản sẽ báo cáo về cuộc họp của Hội đồng Hoàng gia vào tuần sau và chính thức thiết lập tiến trình thoái vị vào ngày 8 tháng 12. Hồi đầu năm, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo luật mang tính lịch sử, cho phép ông Akihito, 82 tuổi, được nhường ngôi như mong muốn. Ông sẽ là nhà vua đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong hai thế kỷ qua.